Các bạn thân mến, hôm nay thăm vườn lan của đứa cháu. Ở đây là ông bạn cùng đơn vị ngày xưa. Xin chào ạ. Không ạ? Đứa cháu đây là kênh của nó là lan rừng của Phương. Thì nó trồng theo kiểu là tác phẩm. Đây là vườn. Thì bạn nào quan tâm thì có thể là theo dõi. Tôi quay một số tác phẩm của nó rất đẹp. Thì đâu đâu các cụ thằng cháu này nó có mắt thẩm mỹ. Còn đây là hai ông bạn này, bây giờ cũng nghỉ hưu hết rồi. Nghỉ hết rồi. Thì cũng bạn nào quan tâm thì có thể thi thoảng xem tôi quay các cái vườn lan nào thấy đẹp. Đây thằng cháu là cơ bản nó quay à, nó trồng rất nghệ thuật. Thì tôi chuyển camera sau thì mời các bạn xem. Đây các bạn, đây là nghinh xuân này, đai châu này, vài hoa rất nhiều. Quan trọng các bạn thấy nó trồng rất là nghệ thuật. Những cái này nó trồng cũng lâu năm rồi. Thì các bạn nhìn thì biết. Đấy, một cây này lá to, bản lá nếu mà các bạn so bàn tay này. Vài hoa thì rất nhiều. Thằng cháu nó trồng kỹ thuật nghệ thuật. Các bạn nhìn thấy không? Các cái một số cái bụi thì tôi quay các bạn xem. Còn đây là nó không biết nó lấy. Cái này là cái dòng gì lên nó lấy rất nhiều này. Nhạn như cái này không biết phải nhạn tháng. Nhạn tháng 8 hay nhạn tháng 4. Đây các bạn thấy thì chắc nó trồng từ cái cây rất nhỏ này. Thì nó nhập này về nó chia sẻ thôi. Thì kênh của nó là cái gì lan rừng của Phương. Nhưng mà tôi thấy các cái tác phẩm nghệ thuật nó trồng rất là. Đây là nghinh xuân đai châu và rất nhiều cái dòng này. Đấy là cái sắc sắc hay đuôi tròn đuôi cáo rồi. Như các bạn nhìn cái những cái giò này nó trồng rất lâu rồi, mang tính nghệ thuật. Đây có một cái giò bên đây nữa này, các bạn thấy thì tuyệt vời. Tuyệt vời trên tuyệt tác. Hoặc là đây như kiều là trồng cũng rất lâu rồi. Trên các cái gốc cổ nũa. Tác phẩm, những tác phẩm các bạn thấy. Cái này nó tầm hơn 1 mét này. Cây rất to này, trồng lâu năm rồi. Rễ đây thì đây để cái chai nước kìa. Các bạn nhìn thấy là nếu mà về tác phẩm thì những tác phẩm này tuyệt vời. Trồng lâu năm rồi mới được này, mới độ chăm sóc là rất là tốt. Rất là kỳ công. Còn đây là những cọng nhạn hay là loại gì đấy không biết. Chắc phải bữa nào gặp nó thì mới hỏi chi tiết. Còn ông bạn, ông bạn đây thì cũng như tôi thì cũng cứ quay nhưng mà thấy nhiều cái không biết, đai châu có thứ nhiều. Thì trước nay là nó giờ trồng cả cái nong tu, nhưng mà nong tu chắc nó rụng rụng lá bớt rồi. Đây còn cái này là cũng một dạng là vải dòng trồng trên cái cục dớn. Và dòng cái này mà ra hoa thì nó trồng theo kiểu này là ra hoa là rất là đẹp. Còn đây là các cái gốc cây siêu tầm, các bạn thấy những cái để về đây kiếm trồng trên gốc gỗ nữa. Các bạn thấy những cái tác phẩm rất là đẹp này. Gỗ nữa rất là đẹp. Chuyên đai châu mới cái dòng nhạn đấy. Nhạn. Đây là này, em sưu tầm mấy chậu kiếm này. Má cũng phê quá này. Kiếm này chả biết nó kiếm gì. Xanh Huế à? Xanh Huế trồng được mấy củ. Còn bên này là kiếm gì? Vẫn nói nhỉ? À, nó trồng từ năm ngoái mà. À. Trăm rất là ác là năm ngoái thì nhưng mà một hai nhánh rồi. Mà tách cho 3 lần nữa. À, trồng đã thế nhỉ. Trồng rất đơn giản, nhưng mà cái dàn đây thì cơ bản là nắng này các bạn này. Nắng, có nắng. Đấy, những cái tác phẩm trồng rất đẹp, nó chăm rất đẹp. Tôi cũng trồng một số nhạn nhưng mà nó không được như của cháu đây chồng.
Thế thôi, một số tác phẩm ở trên này thì nó treo rất nhiều. Năng tu hết. Ừ, các năng tu trồng bảng này, chẳng hạn như bình thường là năng tu xuân thì trồng Tết là nó nở hoa Tết. Còn kia có một cây trúc Phật Bà nó trồng trên cái cây tổ quạ, các bạn thấy không? Thân nó rất to này. Đấy, trồng trên ngọn cây tổ quạ. Nó cao quá thì tôi chỉ zoom lên các bạn xem thôi. Các tác phẩm Đại Châu Nguyên Xuân, các bạn thấy hoa rất là nhiều này. Thế nên cháu nó vừa chia sẻ những cái loại lan mà trồng theo trên cái tác phẩm nghệ thuật, và nó có chia sẻ cả chậu trước, chậu và một số vật tư liên quan đến lan này. Thì nhiều bạn hỏi thì còn kênh của nó là Lan Rừng của Phương, thằng cháu con của ông bạn ngày xưa cùng đơn vị. Đấy, các bạn thấy những tác phẩm tuyệt vời. Đây này, còn Kiều Hoàng Lạp. Nguyên bản rừng. Các bạn thấy không? Bằng cổ tay. Cái này anh Nguyễn Ngọc Hà, anh lấy cái non này xào anh ăn thử đây này. Cục nguyên bản nữa. Còn tác phẩm ngoài kia nữa. Đấy, cái gỗ này nó cao phải 3 mét. Gỗ nũa. Các bạn thấy chưa? Hoa rất là nhiều. Còn đây tất nhiên nó ghép là cả Đại Châu Thái, cả các loại Đại Châu, nên là thì hoa nó từng cái loại nụ, các bạn thấy màu đây. Những giò tác phẩm. Cái này các bạn thấy là 2 can. À, đây mới nhiều tác phẩm này. Còn đây là hạc đỉnh này. À, trồng keo cái này hạc. Cái này khả năng hài mốc hồng. Hài mốc hồng trồng rất nhiều. Còn đây hài gì tôi không biết, hài này không biết. Một số kiếm. Còn đây là một cái tác phẩm cái